Chán đấy. Nói anh, hỏi nhanh em tập thôi. Hỏi đi, không hỏi cho. Đi, hỏi đi. Nhanh ơi, ổng dục á. Nhanh ơi. Anh hỏi một câu nào đi. À, các bạn chị nghĩ sao về sự cạnh tranh trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này? Đây là một tên bạn được lên đội tuyển quốc gia. Dạ thì lần đầu tiên thì cũng là vinh dự của mình lên đây, thì cũng như mình sẽ cố gắng tập luyện tốt và cố gắng hòa nhập nhanh với thích nghi với lại chiến thuật của đội tuyển. Càng hòa nhập nhanh thì càng tốt. Thế cái sự khác biệt về chiến thuật của đội tuyển và sự khác biệt với câu lạc bộ Sài Gòn nó như thế nào, bạn có thể nói rõ không? À, tất nhiên thì đội tuyển đá sơ đồ khác, còn Sài Gòn mình đá sơ đồ khác thì sự khác biệt rất là nhiều. Nhưng mà vị trí mình hiện giờ mình đá thì khả năng cũng gần gần giống như ở câu lạc bộ Sài Gòn, nên mình nghĩ cũng không có gì bất ngờ lắm. Thế huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu bạn làm những điều gì nó khác biệt hơn so với cái vai trò của bạn ở câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn không? Thì, mình nghĩ thì chắc hầu như thì cũng gần giống như mình đá câu lạc bộ Sài Gòn thôi, cũng không khác gì nhiều. Khó khăn lớn nhất của Truyền khi lên đội tuyển? Lúc đầu thì cũng còn bỡ ngỡ, mà sau một hai ngày thì mình cảm thấy hòa nhập mà cũng tốt với anh em. À, khó khăn lớn nhất thôi. Còn bây giờ mình tập luyện mình cảm thấy cũng thoải mái và anh em hỗ trợ cũng rất là nhiều. Ở trong đợt tập trung này thì thấy Cao Văn Triền có ngồi trên cùng xe với Tuấn Anh, và trong buổi tập thì cũng có hai lần đứng cạnh Tuấn Anh. Thì Tuấn Anh có chia sẻ gì với Cao Văn Triền ở trong đợt tập trung này không ạ? Thì nói chung các bạn, tất cả các bạn thì đều rất là hòa đồng và giúp đỡ mình nhiều. Tuấn Anh thì cũng hay nói chuyện, thì cũng những bài tập nào mình mới chưa quen thì cũng hay giúp mình chia sẻ để mình hiểu và nhanh hòa nhập hơn với bài tập đó. Sau những buổi tập đầu tiên thì có vẻ như huấn luyện viên Park Hang-seo đang hướng đến việc xây dựng bộ ba hàng tiền vệ, trong đó thì chú trọng vào một tiền vệ quét. Thì Cao Văn Triền có tự tin về khả năng mà mình có thể cạnh tranh được với vị trí đấy với các cầu thủ khác? Mình nghĩ thì cứ đã lên đây thì phải cố gắng hết mình, còn nếu mà cảm thấy tốt và phù hợp với huấn luyện viên thì mình sẽ có một vị trí là ở lại thôi. Thôi chắc xong rồi. Thầy Bát chỉ cho trả lời hai ba câu thôi, hai ba câu hỏi thôi. Thầy em hỏi vấn đề như các cầu thủ mới lên thì có một số vấn đề như kiểu về thể lực, và cái vấn đề này thì Cao Văn Triền có gặp nhiều khó khăn không?